Bác sĩ có thể cho biết các dấu hiệu bị tiền sản giật là gì không ạ? Em thai 12 tuần nhưng tăng cân nhanh quá, không biết có sao không? Vâng, xin chào bạn Lan Anh. Thì như bác sĩ Linh cũng đã trao đổi với các bạn, thế thì cái tiền sản giật là một cái bệnh lý toàn thân, chứ nó không phải là bệnh lý ở bất kỳ một cơ quan nào, mà cái nguyên nhân của cái tiền sản giật là do cái thai nghén nó gây ra. Thế thì đây là cái bệnh lý toàn thân, thì các bạn biết là nó không phải ở tập trung vào mỗi cơ quan sinh dục, tức là ở tử cung hay là ở em bé, mà nó thể hiện ở tất cả cơ quan trên các ở trên người mẹ. Thế thì cái bệnh lý này là bệnh lý do bánh rau gây ra, và khi mà bánh rau nó tiết ra những cái chất độc vào trong cơ thể người mẹ thì cái bị tổn thương mà nhiều nhất là ở tất cả cả các những cái mạch máu nhỏ, những cái mao mạch. Thế thì ở đâu có những cái mao mạch, có những cái mạch máu nhỏ như vậy thì đều bị tổn thương. Ví dụ như là những cái mao mạch ở dưới da bị tổn thương thì thể hiện ra ngoài bằng triệu chứng là phù. Đấy, và phù thì hay gặp nhất là ở chân. Thế còn nếu như những cái mạch máu ở thận mà bị tổn thương thì dẫn đến là xuất hiện những cái nó làm tổn thương những cái màng lọc ở cầu thận và dẫn đến protein niệu. Và nếu như mà những cái mạch máu ở não mà bị tổn thương thì sẽ dẫn đến tình trạng phù não và có thể dẫn đến sản giật. Đấy, thế thì những cái triệu chứng của tiền giật thì nó rất là đa dạng, rất là nhiều nhiều triệu chứng khác nhau. Đấy, tùy theo cái cơ quan mà bị tổn thương, cơ quan đích bị tổn thương là cơ quan nào. Ví dụ như là ở dưới da thì dẫn đến phù, ví dụ như ở não thì đau đầu, rồi là sản giật. Ở thận thì dẫn đến protein niệu. Đấy, rồi là ở gan thì cũng sẽ làm hủy hoại tế bào gan và sẽ làm tăng cái men gan khi làm xét nghiệm. Do đó là nếu như mà người không phải các bạn mà phụ nữ mang thai không phải chuyên môn thì rất khó để tìm ra những cái dấu hiệu của tiền sản giật. Do đó thì chúng ta phải có cái chương trình khám thai định kỳ là vì như vậy, và chúng ta có thể phát hiện sớm những cái dấu hiệu của bị tiền sản giật và chúng ta có thể can thiệp ngay khi mà tình trạng bệnh nó còn đang chưa bị quá nặng. Đấy, thế thì trong những cái dấu hiệu như tôi nói với các bạn ấy, bây giờ bạn 12 tuần thì tại thời điểm này chắc là chưa phải tiền sản giật đâu, bởi vì cái tiền sản giật thường nó xuất hiện là sau 20 tuần. Đấy, nhưng mà tuy nhiên cái tăng cân nhanh quá nó có thể là một cái biểu hiện của bệnh tình trạng đái tháo đường, và đái tháo đường cũng là một trong những yếu tố nguy cơ rất cao để dẫn đến tiền sản giật. Do đó các bạn phải gặp bác sĩ để tư vấn lại cái chế độ ăn của bạn như thế nào cho nó phù hợp, và có thể chúng ta có thể từ đó chúng ta phát hiện sớm, như là bác sĩ Linh làm ở cái lúc 12 tuần này là chúng ta có rất nhiều xét nghiệm với rất nhiều cái thăm dò để có phát hiện sớm tiền sản giật và chúng ta có thể dự phòng ngay từ giai đoạn này. Vâng. Nhiều mẹ bầu, và thực ra thì không chỉ tâm lý các mẹ mà cả gia đình cũng vậy, đều muốn nghĩ rằng là phải ăn thật là nhiều và bồi bổ rất là nhiều thứ. Cái này cũng là một cái tâm lý rất là chung Đúng thôi. Và có những người thì có lẽ là vì cơ địa, ví dụ hấp thụ rất là tốt cho nên là tăng cân rất là nhanh chẳng hạn, đúng không ạ? Và nghĩ rằng là như thế cũng rất là tốt, nhưng đôi khi thì có thể nó lại là những cái nguyên nhân dẫn đến nhiều những cái vấn đề mà mình không mong muốn. Cho nên là như lời khuyên của bác sĩ thì bạn Lan Anh, chúng tôi nghĩ là bạn nên đến các cái cơ sở ở chuyên khoa để bạn nghe những cái hướng dẫn của các bác sĩ thăm khám, để các bác sĩ có những hướng dẫn và những chỉ định cũng như là những cái việc điều tiết lại những chế độ dinh dưỡng để chúng ta có được một cái cơ thể vừa khỏe nhưng mà vừa phù hợp nhất, đúng không ạ? Đúng. Vâng.